Ông ỉa, ai ông ỉa? Cái gì? Ai ông ỉa? Gì cái ông hiển hả? Gì? Ai ỉa? Ai ông ỉa? Ai ông ỉa? Em không ỉa. Em không ỉa. Ai ông ỉa? Nghe không? Nghe cái không ỉa. À, cái không ỉa cái gì? Ỉa. Tự nhiên ta đang nói cái bài hát ỉa ỉa gì ở đây? Em không ỉa. Tự nhiên nó bậy gì cả. Ai bông đi ỉa? Bông đi ỉa. Ở từ từ cây bông điên điển. Bông điên điển. Bông điên điển hả? Ừ. Sao nó lại ỉa mà? Cây bông điên điển mà giờ mà nó từ á. Được không? Không. Sao kỳ vậy? Không lấy thành. Hả? Không. Không lấy thành bây giờ không không có nói về vấn đề nghèo giàu nữa rồi nói vấn đề gì? Bây giờ không không lấy thành thề không không lấy thành để ai? Anh Ba. Anh Ba hả? Trời anh Ba Thành có vợ rồi. Không có anh Ba à. Anh Ba là ai? Bông hồ á. Anh Ba của Thành. Vì lấy anh ba của Thành, anh ruột của Thành hả? Ừ. Ê, lộn luôn. Gì vậy? Không có được. Mẹ gì lộn xộn sao bì hết vậy? Ừ, không có được à. Có vợ rồi. Hồi đó giờ là ai cũng cấp đôi em. Mẹ rồi. Tự nhiên giờ em được lấy anh ba của Thành mà nghe Hoàng Anh nói là anh ba của Thành có vợ rồi. Ừ, hiểu mà. Hả? Anh ba mập lù á. Trời ơi, ta đẹp gì không lấy anh ba mập lù. Anh ba mập lù xấu hơn anh Thành. Không ép. Anh bé ơi, chị bé ơi. Mập lù xấu nè. Có hộ ép chứ. Anh bé chị ba rồi. Ừ, đúng rồi, bu anh ba có chị ba rồi, đúng rồi. Người giờ tính kỹ là coi, suy nghĩ nè. Dắt tay anh Tráng coi, suy nghĩ lại. Kỹ tới. Căng dữ vậy? Không cưới Thành đâu. Thành cưới em chịu không? Không. Cho 30 triệu luôn. Lấy bỏ không? Hả? Lấy cũng bỏ hả? Cứ cũng bỏ. Ai bỏ ai? Bỏ anh. Trời ơi. Trời ơi. Ông tự tin ghê luôn nậu đâu. Cưới con ta rồi bỏ. Em bỏ Thành là sau này em có đứa con ai làm cha đứa bé? Bỏ luôn. Gì? Bỏ luôn. Bỏ luôn hả? Trời chết vậy không được. Không có được nghe không nói cái gì nghe. Sợ lắm à. Mình phụ nữ mà mình đi lấy chồng mình bỏ chồng như là không được, cũng không tốt luôn. Không. À, không tốt luôn. Bây giờ lấy ai lấy một người? Vậy tính ra hai đứa này cũng giờ hứa với chị Tiền không có cũng bệnh bụng bồn chứ. Thì nó có bình thường đó. Ừ. Nhưng mà nó cần biết hơn Liễu thôi. Ừ. Tiền cần biết Liễu thua. Ừ. Mai nay cần biết tính toán gì kia. Thì giờ quyết định cuối cùng suy nghĩ lại cái nữa, dắt tay anh Tráng đi. Dắt tay anh Tráng. Anh chịu luôn. Bây giờ nếu mà nói Kiều không bệnh là thì đang là nói đó là gì? Rồi yêu cảnh sát nữa không? Anh é là cảnh sát hả? Té một dịch ra yêu cảnh sát hay dữ vậy? Cảnh sát có tiền đô đó. Trời ơi. Mình nghe có tiền đô. Cảnh sát là xài tiền Việt không mà. À cảnh sát Đài Loan. Ngồi bay tới Đài Loan bên này. Quá dữ luôn. Rồi thôi giờ bỏ Kỳ Quang bên đi, tới con Bung đi. Bung giờ cứ vợ không chọn ai? Bây giờ Kiều lộn xộn quá, giờ yêu tùm lum người chứ hết biết đường gờ rồi, hết tính được rồi. Bu giờ chắc là quyết định lấy Liễu rồi. Rồi. Hả? Không. Không chứ lấy ai? Nói đi anh Kha tính luôn cho. Học sinh. Ừ. Học sinh. Học sinh nữa, rồi tới nữa rồi. Học viên ơi. Lớp 12 nữa rồi, hai anh em lấy luôn rồi. Nội ơi. Vậy là có... Hôm nay mà mấy đứa học sinh đi học ở ngoài đó, gặp có đi ở ngoài cua người ta không? Không. Đừng cua tầm bậy bạ nghe, chú bu nghe. Không có làm mấy bạ. Ừ. Không làm mấy bạ là bị bắt nhốt đó nghe. Đa số học sinh là dưới 18 không đó nha. Ừ. Có ông rồi. Hả? Học sinh nào có chồng? À, cái học sinh có chồng gì? Nhỏ à. Gì? Nhỏ. Hỉ rồi, hỉ rồi, hỉ rồi, không ngủ rồi, hỉ rồi. Dịch. Hỉ rồi. Nghỉ rồi. Học sinh nghỉ rồi hả? Vì là yêu cái đứa học sinh mà nó học 12 nghỉ rồi. Bây giờ lấy chồng rồi. Lấy chồng rồi luôn, trời ơi. Rồi vậy là nói chuyện quá khứ phải không? À. Có chồng có con chưa? Rồi, con trai á. Ừ? Con trai á, có con rồi con trai. Rồi trời ơi, nói chuyện quá khứ nữa. Nói chuyện hiện tại đi. Giờ có để ý con nào không? Đó, có gì á. Hỏi đàng hoàng chứ không có khơi nghe. Chết á. Mình nghĩ á. Cái gì nữa? Bác sĩ á. Gì bác sĩ nữa rồi? Bác sĩ là sao? Bữa đi vẫn là anh đi anh đi bữa đi ông anh á. Trời ơi, trời bác sĩ cho làm găng cho cưng chứ cưng có chuyện ta đâu. Chết bà khoái bác sĩ làm găng luôn rồi. À, vậy là tới công chuyện nữa rồi. Chở đi nha khoa làm găng là khoái người đó luôn. À. Trời ơi. Khoái cái vụ
giữ không được rồi, phái nhà khoa về người ta nói nhổ hết còn cái răng luôn cho đó, không còn cái răng luôn cấp đó mà nói chuyện là gió vô đâu bụng chết luôn. Biết sao nhổ không? Tại người ta có chồng rồi không đi thấy người ta, người ta nhổ còn cái răng mà đẹp. Hèn chi hôm bữa chở đi làm răng xong rồi đi lên xe là mai cho em đi. Hết biết ổng luôn, thì ra là ổng thầm thương kiểu như đó. Kiểu như mà không có được ai thương á, rồi thấy ai cũng phái vậy đấy. Ngay hỏi yêu vô đó, yêu gì? Mình ăn cái lẩu gì á? Ăn cái lẩu gì? Đi ăn cái lẩu gì? Lẩu gì á? Cái chỗ mà anh ra dẫn ăn lẩu á. Bữa ăn lẩu cũng để được rồi. Em á. Nhỏ nó quẹp luôn. Con nhỏ em đem đồ ăn cái đó. Rồi, nhỏ nó cũng chọn người đó luôn. 20 tuổi vậy đó. 20 tuổi hả? Thấy người nào chịu nữa. Hai chị em đi ra nha. Thấy người nào chịu nữa. Người nào cũng chịu trơn á. Quá dữ luôn. Thôi giờ quyết định cuối cùng hai chị em mấy giá rồi xong. Nhanh gọn lẹ. Chết gối lắm rồi. Làm gối luôn. Gối quá gối. Mới nữa nó chịu lấy vợ lấy chồng. Còn biết chỗ đó chứ. Biết không biết. Thấy thích mà. Có điều có cái là cũng như không có điều kiện á. Thấy thì thích thì thôi chứ không biết sao. Nó phải đến làm phải không à? Mình ra đó là mai tôi kìa. Bữa tôi chở làm mai ra đó, còn không chịu thôi. Ê à, ổ. Bây giờ không có làm mai nữa ông ơi. Đẹp lắm. Không. Sao vậy? Anh yếu quá. Yêu. Yêu vậy. Trời ơi. Thôi tự. Trời ơi. 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 Thì sao? Thôi giờ hai anh em ngồi lại bàn lại coi tính kỹ lời coi chứ sao dịch vụ này tối quá. Hai chị em. Hai chị em lại ngồi bàn coi. Tính kỹ lời coi. Kêu kìa. Yêu. Lại ngồi bàn. Bạn tính kỹ lời coi chứ cú này không được rồi. Chứ làm cú này rối lắm rồi, ngồi xuống. Bạn tính kỹ lại, bạn tính đi. Đặng Minh He chuẩn bị tiền. Ngồi đó đi, ngồi đó đi. Ủa chạy hậu chứ cái gì, nhảy gì? Chạy hậu. Nhảy lậu á, đây làm gì có lậu mà nhảy trời. Gì nhảy lậu? Làm gì nhảy lậu? Có ai làm vô chơi nhảy lậu? Yếu yếu ơi, hậu ơi, chạy hậu. Kêu lấy chồng không chịu nhảy lậu hả? Khó tay em kìa. Đâu ra từ nhảy lậu đúng biết. Vậy xong còn nghe hoặc mai. Bây giờ hai chị em tính là coi sao. Tính kỹ là coi, bàn là coi. Bây giờ chị rồi em vậy đó, chị vậy đó tính coi. Bàn coi. Không chịu hả? Bây giờ xù kèo hen. Xù kèo đi chứ gối quá. Cái gì mà chịu 7 người mới chịu mà sao? Ý tại rồi. Dạ cứ 7 người. Ý em rồi. Cái gì? Từng cưới 5 người. 20. Quá dữ luôn. Quá trời, đứa đòi cứ 7 người, còn bu vừa đòi cứ 20. Không ở nha. Còn gọi giá trí cứ gì rồi ấy gì nuôi ta? Dâu. Vậy? Dâu. Dâu hả? Giác ngày nhiêu mà nuôi tới 20 người? Dạ ăn hết thôi. Ăn hết thôi nghỉ. Ăn hết thôi nghỉ hả? Công nhận tôi dịch thì ghê chưa? Ghê thật chứ. Không nhận tôi nể tôi luôn á. Giác nhiều nhiều hả? Giác nhiều nhiều một chút. Nhiều. Rồi một năm giác mấy vụ? Bập gì? Bập âm hủ. Gì trời, lúa đâu mà năm mà có được 5 vụ không? Thôi ơi, một năm ta làm có 3 vụ mà dữ lắm rồi. Phải không? 3 vụ mà làm một năm làm giác 3 vụ lúa được nhiều tiền mà nuôi chứ 20 người. Nãy anh Kiều thì lấy 3 chồng, hôm nay lấy 5 vợ.
không, bây giờ bu 20 giờ. 20 hả? Ừ, chiều bây giờ 7 người mới chịu. Xong rồi. Thôi tôi chạy nghe. Ôi chia tay kìa. Dạ. À, chia tay đi chứ tôi thua rồi. Dạ. Xô kèo đi. Ừ. Thôi còn kêu ngồi xuống tính bạn nữa vậy. Bạn gì thì bạn đi chứ không bạn mà. Giờ bạn gì nói rõ ràng đi. Nghỉ rồi. Nghỉ rồi. Sao nghỉ? Gố não vậy hai đứa này quá. Rồi thằng Hường bu có người yêu rồi, ca nhạc ca tặng cho người yêu rồi. Hường ca bản gì? Ai ông ỉa? Cái gì? Ai ông ỉa? Gì cái? Ai con hiển? Gì? Ai ỉa? Ai con ỉa? Ai con ỉa? Cái gì? Em không ỉa. Ai ông ỉa? Nghe không? Nghe cái không ỉa. À cái không ỉa cái gì? Ỉa. Tự nhiên ta đang nói mà mày hát ỉa ỉa gì đây? Em không ỉa. Tự nhiên nó bậy gì cả. Ai bông đi ỉa? Bông đi ỉa. Ở từ từ cây bông điên điển. Bông đi ỉa. Bông điên điển hả? Ừ. Sao nó là ỉa mà? Cây bông điên điển mà anh nói từ á. Bông điên điển nói dễ mà. Rồi như nói chuyện người yêu, ca nhạc tặng người yêu, bản của bạn ấy từng nói bông điên điển là ca là sao? Có mấy ca đâu ca. Biết không? À, nè mình ca với bạn gái thì sao? Ví dụ như quen đó, nó rủ mình đi cao kê. Rồi vô xong ca bài đó ca sao? Ca bè lắm à. Anh yêu em. Đúng rồi. Yêu em á. Kiểu ấy, anh yêu em. Ca chứ không phải nói. Ca chứ không phải nói. Ừ. Ấy, ổ, ồng, ồ, rồi, ai đâu bẻ ơi. Mèo ồng rồi. Cây đu đủ tui chồng gì, ai ỉa ơi gì đó. Cây đu đủ tui chồng. Rồi cà bông điển ơi em đi hai chồng. Ủa gì, gì gói sao bằng vậy? Ở dưới mà hai ba bản đâu liên tục một câu gì? Cây đu đủ tui chồng rồi. Ai đu đủ em đi đấy ồng rồi. Rồi cái giọng khàn khàn như anh Đàm luôn. Khàn khàn lắm. Biết luôn vậy. Ai đu đủ em đi thấy ồng. Chứ mẹ sau này Đàm không vậy ta. Lâu lắm rồi em về ồng chết em ơi em yêu ầm bài ầm bài năm lấy em lấy đầm dê hai đứa bề dây ơi là bài gì vậy? Đầm gần ông lấy mấy đầm xa rồi xong rồi quay qua câu cuối à em hai lúa miền Tây ơi thôi đất ơi à, cái này nhà liên khúc hả? Liên khúc tự chế liên khúc xà bần. Sao ca ăn bài không ca cái gì đâu sao bằng lấy ngủ hả? Ca bài gì ca ăn bài. Ca đâu. Em đi đâu đâu anh em ơi ơi. Sao sao bằng kiểu này đạm không ta? Kiểu ấy à em ở đâu anh ở đó. Ừ. Đám cưới. Ủa anh đâu bán gì? Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ này bên ôn ố bên người ấy đây em bảo quay về ấy đông thì đông bóng mày ở em này ông em ơi nghe được chữ nào tôi chết liền luôn là dịch ra cái dịch cái nói gì cái gì vậy để anh đi hả cha gì luôn cha bài gì á mẹ hả hả bà gì bà đó bà gì bà gì ca lại coi ca lại coi ca chậm chậm lại coi phát âm rõ chữ đây tròn vành rõ chữ coi 3 2 1 vô này bên ố bên về ấy đâu 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 em muốn quay về ấy đông yêu đông bóng bay ô é này đông em bên đồng yêu đồng ơi ấy đi tôi thấy hơi mệt mệt rồi đó gì mà ở bên người ấy gì đó em quay về đây gì đó bài gì trời tôi biết nhạc cũng nhiều lắm chứ sao mà tôi không biết mấy bài này ta bài độc quyền đó mà bài độc quyền tự sáng tác luôn hay gì không được nghe ô đấy ơi ai bỏ lông bỏ em yêu ẩm lâu em rồi em ấy ẩm lâu sao bắt em rồi thua rồi. Cười cái trò ơi. Ba bốn bài cho ông lại như sà bần vậy đó. Quá trời. Bây giờ
dịch hết nổi không? Chính rồi, người yêu rồi anh ơi. Ở bên kia có người yêu rồi anh ơi. Yêu em, người yêu em coi. Chị Úc em mà nó cũng được hết trơn á, mà nó nhận không chịu nó dốt rồi. Vì anh nói đi, ý anh là sao? Bỗng gợi ôi yêu, vì thầy đưa dính ôi, đó gợi yêu với rồi. Ôi ông em, hai người đánh đúng mi, vì ôi ôi yêu rồi. Vì tôi có người yêu rồi. Thôi mà, có người yêu rồi mà yêu ai? Hả? Vâng, em vậy á. Vậy? Ca sĩ. Ca sĩ hả? Nhưng mà ý anh hỏi là tôi mới có người yêu rồi, tôi yêu ai? Yêu ca sĩ hả? Yêu Liễu. Liễu Khờ. Yêu Liễu chứ đâu? Yêu Liễu Khờ. Vậy vậy. Yêu ai? Yêu ai? Yêu ca sĩ nào? Yêu chưa con? Ca sĩ nào? Còn khoảng tháng nữa. Ca sĩ nào ơi? Vũ Linh. Vũ Linh hả? Vũ Linh đi rồi. Vũ Linh đi rồi. Vũ Linh cũng đi rồi. Tài Linh. Tài Linh hả? Tài Linh, Tài Linh. Tài Linh hả? Tài Linh của chồng rồi. Thẩm Quyên. Ngọc Quyên hả? Ừ. Ơi. Nghệ sĩ chơi ta. Ngọc Quyên. Quyên. Ta có chồng rồi. Quyên là nghệ sĩ trong mấy ca sĩ. Ai ấy? Ta có chồng. Cô Ngọc Quyên ta lớn tuổi rồi mày. Lớn tuổi lắm rồi. Ai ấy? Ai ấy? Đại Thủy, Đại Thủy đang lớn tuổi má nữa. Trời ơi, cô Lê Thủy giờ đâu 80 tuổi gì rồi. Ở gì? Chứ bằng bà luôn á. Lớn tuổi hơn má mình nữa. Ừ. Trời ơi. Bậy rồi. Bậy lắm rồi. Mình suy nghĩ rồi. Em Bí. Gì? Em Bí. Cái gì? Em Bí. Hội Mỹ. Hội Mỹ. Đúng không? Ừ. Thôi trời mệt quá. Sao mơ đâu trên trời không à? Người ta lớn tuổi lắm rồi. Ừ. Trời ơi. Trời ơi, em ơi. Kem ông. Thời Mỹ đẹp gái lắm. Kem ông đậu đỏ. Rồi, tôi dịch cũng thấy ghê quá ha. Kem ông đậu xanh. Mới qua đây mấy lần. Ơ, anh Sơn kìa. Hello, xin chào, xin chào. Dạ, chào anh phải không? Phải không? Anh hả? Phải rồi, tôi nói chuyện vậy. Ngồi đây chơi. Tao chào nha. Tao chào. Chào. Tao chào. Phải không, phải không? Chú ngồi nghỉ, ngồi nghỉ. Vô ngồi nghỉ khỏe, vô đây. Vô nè, cái bu nè. Rồi, vô đó ngồi đi. Ừ, bay vô ngồi chung võng luôn. Hả? Bay bay, đừng gỡ đó. Hả? Sao? Ủa, đừng. À, đi vệ sinh. À, người ta đang đi vệ sinh mà kêu vô. Rồi, tự nhiên lũi vô đây, đã cái gì vậy? Lũi mặc cái quần rách kìa. Đi luôn. Ôi trời ơi, đi chỗ nào chứ sao chơi ngay chỗ đó vậy? Trời ơi. Sao quất ngay giữa đường vậy? Trời ơi, quất chỗ đó luôn rồi.